Phòng trưng bày nghệ thuật này vốn định tặng cho Thịnh Lợi Á vào sinh nhật 30 của cô ấy. Tiếc là không chờ tới ngày đó được. Hiện tại tội danh của Thịnh Lợi Á là nghi ngờ buôn bán súng và buôn sát cảnh sát. Vụ án của Triệu Minh Lượng và Hách Liên Sơn vẫn chưa có kết quả. Khi đó không nên để cô ấy làm chuyện này. Chuyện đã qua không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phải mau chóng nghĩ xem có cách gì cứu vãn. Tôi vẫn đang nghĩ, nhưng tôi tin Thịnh Lợi Á. Cô ấy sẽ không bán đứng tôi. Con thuyền quà chúng sớm muộn cũng chìm. Đừng bi quan quá, anh trai tôi sẽ có cách thôi. Từ sau khi Hách Liên Sơn chết, người ta chẳng dám hó hé gì. Anh thì khác. Anh và anh trai tôi dù sao cũng từng liều mạng cho nhau. Anh, ý gì đây? Cho người theo dõi em sao? Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu nghĩ tôi còn có thể tin Sa Kim không? Đây là camera quay lại hôm Thịnh Lợi Á bị bắt. Sa Kim, sao cậu ta lại ở đó? Giờ anh không được tin ai hết, kể cả em. Hiểu rồi. Giờ người tôi tin chỉ có cậu. Giúp tôi canh chừng Sa Kim.